Xin chào toàn thể tất cả các anh em bạn bè của Chua trên Facebook. Mình tên là Chua, hiện tại thì mình đang là đại lý của tập đoàn Hưng Thường Group. Trong video ngày hôm nay thì Chua sẽ chia sẻ với các bạn một bí quyết làm đẹp, nhất là các anh chị em nào đang bị nám thằn nhằn thì nhanh tay nhanh chân vào trong video ngày hôm nay nha. Trong những ngày qua thì Chua nhận được rất là nhiều tin nhắn từ các anh chị em nói rằng làn da của họ bị nám rất là nhiều, thậm chí là có đi spa và sử dụng rất là nhiều sản phẩm nhưng vẫn không thể nào mà cải thiện được làn da, thậm chí là có nặng hơn rất là nhiều. Và trong ngày hôm nay thì Chua sẽ gửi tới các bạn một bí quyết làm đẹp, nhất là các chị em nào mà đang bị nám tàn nhang thì chúng ta hãy nhanh tay nhanh chân vào trong video ngày hôm nay để biết được làn da của mình nó đang bị như nào và cần phải có phương pháp như nào để chúng ta có một làn da đẹp nha. Trước thì làn da của Chua cũng đẹp lắm, nhưng mà sau khi sinh em bé rồi là công việc hàng ngày của Chua nào là đi trong nuôi châu bò rồi là làm nương làm ruộng thì làn da của Chua càng ngày càng bị sạm, bị nám tàn nhang rất là nhiều. Sợ nhất là sau khi mà sinh em bé xong là làm da của Chua tệ đến nỗi Chua không dám nhìn, không dám soi gương nữa, không dám nhìn vào mặt mình là sao da của mình nó lại xấu đến mức như thế. Và sau khi mà Chua được một chị bạn giới thiệu tới cái bộ sản phẩm trị nám của Hưng Thảo Group thì Chua rất là hài lòng về cái làn da của mình. Trước là Chua buồn lắm, làn da của mình nó xấu đi một cách nó rất là tệ hại, thậm chí là đi đâu là Chua phải đeo khẩu trang. Các chị em có biết vì sao không ạ? Vì làn da của mình nó xấu quá mức đến nỗi là mình phải đeo khẩu trang. Mình rất là ngại, rất là xấu hổ, rất là mất tự tin khi mà đi ra ngoài, khi mà gặp rất là nhiều đông người ạ, thì hầu như là Chua không dám bỏ khẩu trang xuống đâu. Và khi mà cùng chồng đi giao lưu với lại đồng nghiệp của chồng ý, thì Chua rất là buồn vì là thấy các chị em khác là ai cũng đều xinh cả, nhưng mình thì lại xấu đến mức là giờ mình có hơn 20, Chua hiện tại thì Chua mình có 25 tuổi thôi, nhưng mà khi nhìn bản thân mình ý, thì giống như là một bà cụ 40, 50, 60 tuổi thì Chua cảm thấy rất là hụt hẫng và rất là buồn. Sau khi mà trải nghiệm cái sản phẩm Hưng Thảo Group thì Chua đã tự tin hơn rất là nhiều. Chính vì thế nên là trong hôm nay thì Chua sẽ chia sẻ với các chị em một bí quyết làm đẹp. Chua mong muốn rằng là các chị em sau khi mà xem cái video này của Chua thì chúng ta sẽ xinh đẹp hơn và sẽ tự tin hơn, đúng không ạ? Sau khi mà Chua trải nghiệm sản phẩm thì Chua cũng trải nghiệm được một thời gian và Chua cảm thấy rất là hài lòng về làn da của mình, nên là Chua cũng đã quyết định là sẽ kinh doanh và đồng hành cùng với lại Hưng Thảo Group. Và Chua xin phép được giới thiệu đôi chút về bộ sản phẩm bên Chua. Đầu tiên là Chua sẽ giới thiệu đến lọ tẩy da chết các chị em nha. Tẩy da chết này là sản phẩm phụ trong quá trình chúng ta trị nám tàn nhang thôi, nhưng mà nó cực kỳ quan trọng các chị em ạ. Nếu ai mà đang nghĩ rằng là tẩy da chết là không cần thiết thì đấy là một sai lầm các chị em nha. Cái tẩy da chết này đấy ạ, thì nó sẽ giúp chúng ta tẩy những cái da chết mà ở trong làn da của chúng ta đấy ạ. Khi mà soi da ấy, thì là chúng ta sẽ nhìn thấy các da chết của mình, nó là các lớp vải li ti màu đen ấy ạ, nó ở trong da, rồi là da các chị em nào mà nó bị thô ráp này, rồi là sần sùi thì đấy là việc các chị em không tẩy da chết thường xuyên. Và Chua khuyên các chị em là nên tẩy da chết một tuần 2 đến 3 lần cho Chua nha. Các chị em cũng nên lưu ý một điều là không nên tẩy da chết quá nhiều ạ. Các chuyên gia nghiên cứu đã nói rằng là chúng ta chỉ tẩy da chết 2 đến 3 lần trong một tuần thôi, không nên tẩy quá nhiều. Và nếu mà các chị em muốn làm da của mình khi mà trị nám dưỡng da nó cải thiện tốt nhất thì các chị em nên tẩy da chết. Vì sao ạ? Vì làn da của chúng ta rất là tuyệt vời các chị em ạ. Nó có khả năng sản sinh ra tế bào mới và đào thải tế bào cũ, nhưng mà các tế bào cũ thì nó lại không có khả năng mà bong ra được. Chính vì thế nên là chúng ta cần phải tẩy da chết để lấy ra các tế bào chết đi, rồi thì khi mà chúng ta trị nám dưỡng da thì nó mới đạt hiệu quả cao. Nó cũng giống như là một chúng ta hãy hiểu đơn giản như là một cái cây đấy ạ. Thì chúng ta muốn nó mau mọc chuối nhanh, muốn cây phát triển nhanh thì chúng ta cần phải tỉa mấy cái cành mà nó già với lá vàng đi, đúng không ạ? Thì cây nó mới mau mọc chuối nhanh được, đúng không ạ? Thì tẩy da chết bên Chua thì chúng ta cũng hiểu đơn giản như vậy thôi. Muốn cho làn da của chúng ta
muốn trị nám, muốn dưỡng trắng nó nhanh, đạt hiệu quả cao thì chúng ta cần phải tự tẩy da chết thường xuyên các chị em nhá, ít nhất là 2 lần một trên một tuần da chua nhá. Và sản phẩm thứ hai chúng ta không thể thiếu được đó chính là cái sữa rửa mặt. Tiếp theo đây các chị em nhá, cái sữa rửa mặt của bên chua thì dùng cực kỳ thích luôn các chị ạ. Khi mà soi da ấy, thì chúng ta sẽ nhìn thấy các dầu nhập rồi là bụi bẩn rồi là mụn viên, mụn ẩn ở trong lòng da của chúng ta. Chúng ta nhìn vào mắt thường thì sẽ không nhìn thấy đâu, mà chúng ta phải soi da. Thì bên chua thì có chương trình soi da miễn phí. Khi mà soi da thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên trong lòng da của mình nó như thế nào. Thì với cái sữa rửa mặt của bên chua thì được với lại cái đầu cọ silicone cao cấp này đã, thì nó sẽ giúp chúng ta xoáy sâu vào từng lỗ chân lông và lấy hết các bụi bẩn, dầu bã nhờn rồi là làm sạch các mụn viêm mụn ẩn ở trong lòng soi da của chúng ta. Thì khi mà chúng ta dưỡng da trị nám thì nó mới có thể đạt hiệu quả cao được. Với cái đầu cọ silicone cao cấp này thì nó rất là mềm các chị em nhé, nó không cứng, không gây đau rát đâu các chị em nhỉ. Chúng ta hiểu một điều là khi đơn giản như là chúng ta giặt quần áo đẹp thì chúng ta phải dùng bàn chải thì nó chải đi, nó trà vào vải quần áo thì nó sẽ sạch hơn là chúng ta dùng tay vò, đúng không ạ? Thì với cái sữa rửa mặt bên chua thì cũng vậy thôi. Có cái đầu cọ silicone cao cấp này rất là mềm các chị em nhé, thì nó sẽ xoáy sâu vào từng lỗ chân lông thì sẽ lấy hết các lớp bụi bẩn bã nhờn ở trong đấy ra. Ở ngoài thị trường ấy thì có rất là nhiều các loại sữa rửa mặt, nhưng nó chỉ là cái loại sữa rửa mặt mà chúng ta lấy tay thoa, đúng không ạ? Chúng ta nó một cái sữa rửa mặt nó có kem rồi chúng ta lấy tay thoa rồi thoa lên trên mặt rửa mặt, thế thì nó không thể nào mà lấy hết các nó không thể nào mà vào sâu lỗ chân lông để lấy hết các bụi bẩn được các chị ạ. Vì sao ạ? Vì cái lỗ chân lông của chúng ta ấy nó rất là to, nó giống như là một cái ống nước này đấy, nó giống như là một cái ống nước, nó có tính chất là nó sẽ đào thải các độc tố ở trong người chúng ta ra ngoài. Thì khi mà chúng ta chỉ dùng cái loại sữa rửa mặt là chúng ta dùng tay thoa lên mặt thôi thì nó không thể nào mà vào xoáy sâu vào từng lỗ chân lông của chúng ta được. Thậm chí là có khi các chị em sử dụng tay xoa ấy, mà rửa lên trên mặt là nó còn để lại một chút sữa rửa mặt ở trong cái lỗ chân lông của chúng ta, là từng nhành cứ một chút một là nó cũng sẽ hình thành mụn viêm mụn ẩn cho lòng da của chúng ta đấy. Chính vì thế nên là với cái sữa rửa mặt đầu cọ silicone cao cấp của bên chua là sử dụng rất là tiện lợi và rất là hiệu quả các chị em nhỉ, một sản phẩm mà chúng ta không thể nào thiếu được với cái đầu cọ silicone cao cấp này. Với lại sữa rửa mặt của bên chua thì nó có tính năng là tự tạo bọt các chị em nhé, chúng ta không phải tạo bọt đâu. Và sản phẩm thứ tiếp theo đó chính là một sản phẩm không thể thiếu được, đấy chính là cái hộp xuân tồn núi của chúng ta đấy ạ. Nhất là các chị em nào mà đến thời điểm mà bị kinh đi ạ, thì chúng ta sẽ cảm thấy là đau bụng rồi là làm sao của chúng ta nó bị nám tàn nhang rất là nhiều lúc mà đến ngày chúng ta bị kinh đấy ạ. Thì cái xuân tồn núi bên chua thì nó sẽ giúp chúng cho lòng da của chúng ta nó cải thiện rất là nhiều các chị em nhé. Vừa làm cho lòng da của chúng ta không bị nám tàn nhang này, vừa làm cho chúng ta không bị đau bụng khi mà chúng ta bị kinh. Vì sao khi mà chúng ta đến ngày bị kinh mà lòng da của chúng ta lại bị nám tàn nhang rất là nhiều? Thì đấy chính là cái nội tiết tố trong cơ thể của chúng ta các chị em nhé, nó bị thay đổi. Chính vì thế nên là cái lọ xuân tồn núi này thì sẽ giúp cho làn da của chị em chúng ta nó cải thiện hơn rất là nhiều. Đây các chị em nhé. Và một sản phẩm không thể thiếu được đó chính là bộ đôi phản ánh đỉnh cao của bên chua. Bộ đôi phản ánh đỉnh cao của bên chua thì có 3 sản phẩm ở trong một cái hộp này các chị em nhé. Đây các chị em nhỉ, có 3 sản phẩm và một sản phẩm thì dùng cho ban ngày và một sản phẩm thì dùng cho ban đêm và có một lọ serum chiết cá này, dùng rất là tốt luôn các chị em ạ. Các chị em nào mà chúng ta từ trước tới giờ ấy chúng ta chưa sử dụng
các sản phẩm gây kích ứng da, các sản phẩm mà nó kích trắng hay là nó gây ăn mòn da thì chúng ta nên sử dụng cái bộ đôi phản nắng đỉnh cao này, đảm bảo với các chị em rằng là sau khi các chị em trải nghiệm sản phẩm thì làn da các chị em sẽ cải thiện hơn rất là nhiều. Và còn các chị em nào mà đã sử dụng các sản phẩm như là nó gây hồng da bên trong của mình ấy, và ăn mòn da rồi ấy, thì khi mà các chị em sử dụng cái sản phẩm đấy thì nó bị cháy nắng một cách rất là trầm trọng, nghiêm trọng luôn. Đấy, thì lực chung làm da ở bên trong là đã bị ăn mòn rất là nhiều rồi. Thì các chị em sẽ sử dụng cái bộ đôi phục hồi da của bên chua này nha. Cái hộp màu vàng này, cái lọ màu vàng này là cái lọ sen dung phục hồi da các chị em nhé. Và cái lọ màu đen bên này là cao nám, trị nám, chị em nào mà bị nám tàn nhang thì dùng rất là hiệu quả luôn. Và khi các chị em đã làm da các chị em bị hỏng như thế rồi thì chúng ta nên sử dụng cái bộ trị nám phục hồi da các chị em nha. Và một sản phẩm không thể thiếu được đó chính là kem chống nắng các chị em nha. Khi mà các chị em trị nám, trị mụn hay là dưỡng da thì chúng ta lấy đi cái hàm rào ở bên ngoài, lớp hàm rào bên ngoài của làn da của chúng ta rồi ấy, thì cái lọ kem chống nắng này nó có tác dụng giống như là một cái hàm rào bảo vệ làn da của chúng ta khỏi các tác nhân gây hại cho làn da, và có chỉ số chống tia chống nắng UV rất là cao các chị em nhé. Một sản phẩm không thể nào thiếu được trong các bước dưỡng da các chị em nha. Trong ngày hôm nay thì ở bên chua có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho các chị em. Đặc biệt là các chị em nào mà chưa sử dụng sản phẩm bên chua thì hãy inbox và comment để lại số điện thoại cho chua. Chua sẽ giúp các bạn tìm ra phương pháp bí quyết làm đẹp. Đằng nào mình cũng sử dụng sản phẩm thì hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm nào mà hiệu quả nhất và tối ưu nhất các chị em nha. Chua rất là vui khi được chia sẻ video này gửi tới các anh chị em. Và chua hy vọng rằng video tiếp theo chúng ta sẽ được chia sẻ nhiều hơn, đúng không ạ? Hẹn gặp lại các chị em.